tôi nghe có vẻ rất là đạo mạo, nhưng mà tôi hy vọng nó sẽ đối với các bạn nó sẽ thiết thực và thú vị. Nếu chúng ta là muốn khởi nghiệp thì đến một cái lúc nào đó cái hành trình của mình chắc chắn phải đặt ra vấn đề thương hiệu, chứ không thể không đặt ra thương hiệu cho chính cái doanh nghiệp của mình. Thì hôm nay là cái ý tôi muốn gửi đến các bạn là khi mình đặt vấn đề thương hiệu của một doanh nghiệp thì mình không thể tách nó khỏi hai cái loại thương hiệu khác, là cái thương hiệu lớn hơn là thương hiệu của đất nước và của dân tộc, nghĩa là cái gọi là thương hiệu quốc gia, và cái thương hiệu nhỏ hẹp hơn nhưng mà cũng vô cùng quan trọng, đó là nhân hiệu, là thương hiệu của chính những người gọi là linh hồn hoặc là đầu tàu của một cái doanh nghiệp. Thì đó là cái ý định của tôi. Có thể có vài ba bạn được ngồi ở đây, tôi xin mời các bạn nói tiếng Việt vì nói ngôn ngữ của số đông. Hy vọng các bạn có hiểu được một phần. Cái ý thứ nhất tôi muốn gửi với các bạn là như thế này: khi nói đến thương hiệu ấy, rất dễ có một cái ngộ nhận. Thương hiệu nó không phải chỉ là một cái hình ảnh, nó không phải chỉ là bề ngoài. Hình ảnh về bề ngoài không thể là thương hiệu, từ nó không thể là thương hiệu. Để có thương hiệu trước hết là phải có giá trị lõi, phải có nền tảng và giá trị lõi mà mình đã xác định và xây dựng một cách có chủ đích, có ý thức và nhất quán. Và nó tiếp tục đến một cái mức nào đó. Còn đương nhiên đồng thời tôi nghĩ nó phải có cái nghệ thuật truyền thông để cho cái giá trị lõi đó không chỉ có mình biết đến và mình tin vào nó, mà mình lan tỏa nó để cho những người khác nhận thấy được những cái giá trị đó và được thu hút bởi những cái giá trị đó. Thì lúc đó sẽ xuất hiện cái mà người ta gọi là thương hiệu. Cho nên cái này chúng ta phải rất rõ. Chứ còn biểu nói thương hiệu là đi đánh bóng và bên ngoài rồi hình ảnh rồi vân vân á, thì hoàn toàn là đó là marketing mà thôi. Thì như vậy nói cách khác, đồ rổ mà ăn mặc đẹp á, thì tôi nghĩ là không phải là thương hiệu. Thương hiệu trước hết là nhất là đối với những doanh nghiệp ở Việt Nam á, trước hết là cái loại của nó là chất lượng và sự chính trực của sản phẩm và của công ty. Nhưng một cái công ty lộn xộn thì có đi thuê PR đến đâu thì vẫn là công ty lộn xộn. Anh biết thấy mình rất là đồng tình phải không ạ? Đấy, thế thì thông điệp đầu tiên tôi muốn nói là gì? Thế thì muốn có thương hiệu thì các bạn hãy xác định giá trị lõi, định hướng chiến lược của mình là gì. Và như thế là gì? Mình phải xác định cái bản ngã của mình, cái identity. Mình là ai? Mình là cái gì? Cái thứ hai là gì? Mình phải định vị bản thân. Thì cái định vị này là phải định vị mình trong cái ngành nghề mình hoạt động, định vị mình trong cái không gian địa lý của địa phương, của đất nước, của khu vực mà cả toàn thế giới. Mình phải tự định vị mình cả theo cái chiều dài của thời gian. Nếu mình sinh sau thì nó khác, nếu mình sinh cách đây 100 năm thì khác. Phải thử cái nhân tố thời gian trong định vị thời gian đó cũng quan trọng. Nói cách khác, các doanh nghiệp trẻ, các bạn đang muốn khởi nghiệp thì phải lập tức thử xem việc mình sinh ra vào thời đại nào, trong một cái đất nước nào, đang ở cái giai đoạn nào, thì lúc bây giờ mới thể định vị được đầy đủ. Và cộng vào đó thì chúng ta phải có cái nghệ thuật, đó là cái nghệ thuật để là tạo sự cảm nhận và sự thu hút và thu phục. Thì lúc đó là vai trò của truyền thông. Và cái cảm nhận đó đương nhiên chúng ta phải làm một cách là vừa rất là bài bản nhưng mà lại vừa rất là nghệ thuật. Cái này thì nó hơi khó. Chỉ tôi muốn nói là đúng,
cũng có thể có những nhà tư vấn sẽ phân tích là các nhóm đối tượng đối với khách hàng thì ra sao, đối với truyền thông thì ra sao, đối với những đồng những người trong cùng ngành hay là những người đối thủ the competition thì mình là như thế nào được cảm nhận ra sao, người ta nể mình không, người ta sợ mình không, người ta nhìn mình như thế nào. Nhưng mà cũng có thể cả là dưới con mắt của xã hội, của người dân thường. Và bây giờ khi mà xã hội chúng ta đương nhiên nghĩ cả cái cộng đồng mạng đó. Cộng đồng mạng nhìn chúng ta như thế nào, viết về chúng ta, nói về chúng ta như thế nào. Cho nên cái cảm nhận ngày nay ấy, tôi nghĩ nó rất là phức hợp. Và vừa như vậy là một cái thách thức, nhưng mà vừa một cái cơ hội phải nói là bao la nếu chúng ta biết khai thác nó. Thì đó là một cái ý tôi muốn gửi gắm. Ý thứ hai ấy, là khi tôi đã nói là nó không phải chỉ là hình ảnh và cái bề ngoài, thì tôi còn nói thậm chí nó có giá trị tiền tệ ghê gớm, giá trị vô hình nhưng mà nhiều tiền lắm. Chúng ta đã tham khảo là có nhiều brand finance mà đã xếp hàng 10 thương hiệu đắt tiền nhất thế giới, đứng đầu là Google đúng không ạ, bao nhiêu tỷ, hơn 40 tỷ đô, và thì không có làm mất thế giới, chắc là bị hết rồi. Nhưng mà để nhắc cho chúng ta biết là gì, Google không cần bán bất cứ một cái sản phẩm sơ được, chỉ có cái tên của Google và tất cả những cái giá trị đằng sau cái tên đó đã là 44 tỷ đô rồi, hơn cái GDP của không ít quốc gia trên thế giới này. Cho nên cái giá trị tiền tệ của nó là không phải là nhỏ, nó phải chịu trừu tượng, nó phải chịu phù phiếm đâu. Thậm chí trong cái lĩnh vực mà chúng tôi đang hoạt động ngày nay là giáo dục, các bạn có biết là Đại học Harvard được đánh giá gì, thì thương hiệu của mình là bao nhiêu không? Đại học Harvard là 15,6 tỷ đô, hơn cả Nike và Pepsi. Cái đó mình là thú vị. Cho nên là khi tôi nói là cái giá trị vô hình, đúng không ạ? Giá trị vô hình. Và như vậy nếu một cái trường đại học với tư cách là một cái thực thể xã hội, một cái định chế trí tuệ mà nó có giá trị tiền tệ như thế, thì một cái điều đáng để chúng ta suy nghĩ khi chúng ta là một doanh nhân. Một cái ý tiếp theo tôi muốn nói là khi nói đến thương hiệu của một cái công ty á, cái ý của người đặt ở đây là nhân tố văn hóa và con người. Như vậy tôi nói đến giá trị nói, nhưng mà tôi nói nữa là văn hóa và con người. Một cái nội hàm không nhỏ của thương hiệu là văn hóa và con người, và ở đó nó mới dẫn cho chúng ta thấy cái mối quan hệ hữu cơ theo hai chiều, là hai chiều là từ thương hiệu doanh nghiệp nó mở rộng ra, mở rộng lên cho cái thương hiệu quốc gia. Tại vì thương hiệu quốc gia là có nhân tố xã hội và con người của dân tộc á, rất là sâu nặng. Và cái khía cạnh văn hóa và con người này để tỏa xuống là cái nhân hiệu đó. Apple thì tôi cứ một thú vì mỗi lần tôi thấy ông Steve Jobs, ông đứng lên để ông cho bộ sắp sửa có iPod hay là iPad mới nào đó, thì tôi rất chú ý là ông này thì chả thua gì các hãng mà gọi là fashion thời trang cao cấp. Ông có một cái design của riêng ông, không biết các bạn để ý chưa, luôn luôn ông mặc một cái áo cổ lò màu đen. Chắc đó không phải đến mức đó không đổi được màu hay nhưng mà đó là như là cái áo màu cam của anh không. Đây là anh đã nói đây là cách là quảng bá công ty chi của anh không. Thế như vậy là gì? Văn hóa và con người phải như thế mà được, chứ không phải trụ tường khô khan được, nó phải có cái gì đó hấp dẫn. Thì tôi thấy ông Steve Jobs hấp dẫn lắm, rất là hấp dẫn.
chia của tập đoàn Apple. Thì như vậy là gì? Một doanh nghiệp muốn có thương hiệu thì phải biết tự đặt mình một cách hữu cơ trong cái vòng vòng rộng lớn của thương hiệu quốc gia. Cái này thì tôi nói ở nhiều diễn đàn rồi, cà phê Trung Nguyên, cà phê Highland, cà phê Ngọc Hà, đừng bao giờ quên là biết tận dụng cà phê Việt Nam. Mà thật, chúng ta có biết đến của một cái cà phê của Brazil hay không? Nhưng mà mình lại biết cà phê Brazil. Chúng ta có biết tên của cà phê Colombia không? Chắc cũng không. Nhưng mà những người sản hiệu của cà phê nói chung thì ở cái bậc 1 sẽ nhất biết rằng cà phê Brazil ngon, cà phê Colombia ngon, cà phê Kenya cũng được ngon. Ít nhất là cái tối thiểu mình biết là ở cái tầm quốc gia. Còn mình chưa dám nói là mình biết được những cái thương hiệu thương mại của từng đất nước. Cho nên chúng ta phải nhớ là tận dụng xây dựng cái mối quan hệ đó giữa thương hiệu là của doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia. Thì bây giờ tôi hỏi các bạn, ngày nay nói Korea, Hàn Quốc thì các bạn nghĩ gì? Sắp phim, sắp phim. Samsung. LG, Samsung, vân vân. Như vậy là gì? Ý tôi muốn nói là có những cái thương hiệu doanh nghiệp đã góp phần nổi bật để tạo nên cái thương hiệu quốc gia. Bản thân cái thương hiệu doanh nghiệp không thể đồng nhất với thương hiệu quốc gia. Thương hiệu quốc gia là một cái thể phức hợp rộng lớn hơn nhiều. Nhưng mà cái sự góp phần của những cái thương hiệu hàng doanh nghiệp hàng đầu là phải nói là có thể rất là đặc sắc. Thì khi nói đến Samsung và LG thì nó toát lên một cái thế mạnh nào của bây giờ như thế này nhá. Các bạn nói Pháp thì các bạn nghĩ gì? Thế mạnh gì? Nghĩa là gì? Nghĩa là thời trang, mỹ phẩm, vân vân. Còn bây giờ ngày nay á, có thể Hàn Quốc đã đạt được một cái khá lắm là Hàn Quốc thì bắt đầu người ta nói design, người ta bắt đầu nói thiết kế. Các bạn cứ thử tôi, thì thoảng tôi chắp tay sau lưng tôi đi theo siêu thị tôi nhìn, tôi quan sát, tôi thấy LG có thể họ đầu tư vào design rất là ghê. Và nó thật là đẹp chứ, bây giờ có nhiều sản phẩm cũng có thể tốt hơn. Nhưng mà đẹp như những sản phẩm của LG, những cái tủ lạnh của LG thì tôi thấy chắc không phải đâu. Thế thì ngày nay người ta nói Hàn Quốc là design, người ta nói Pháp là ẩm thực và thời trang, ngày nay người ta nói Mỹ là gì? Là vẫn là sản phẩm. Nói thì nói là Google, rồi Facebook, rồi Twitter thì đều là của Hoa Kỳ. Cái Hoa Kỳ đang lạc hậu nhiều thứ, nhưng mà vẫn dẫn đầu ở cái mũi nhọn về cái công nghệ tinh vi và về cái công nghệ mà sản phẩm nhất. Thì tôi nghĩ là một doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu của mình cũng phải góp phần kỹ. Một doanh nghiệp Việt Nam ra cái biển cả của kinh tế thế giới thì phải trước hết nâng cao cái ngọn cờ của người ta nhìn vào Việt Nam như thế nào. Thế tôi xin hỏi các bạn, cái này không dễ đâu. Người ta bảo Việt Nam lúc trước thì người ta sẽ nói chiến tranh, người ta sẽ nói có thể là anh hùng. Ngày nay trong hòa bình và phát triển, người ta nói gì khi nói Việt Nam? Không nói gì ạ? Không nói rồi. Không nói gì thì chết rồi. Tham nhũng. À không, cái đó thì có. Nhưng mà nói tham nhũng thì cũng nhiều. Nhiều nước không phải bên đâu. Ví dụ Ấn Độ hiện giờ người ta nói ghê lắm. Tôi đang nói là người ta nói gì? Trong nghĩa là liên tưởng tích cực. Phải gọi liên tưởng tích cực. Trẻ, năng động. Năng động trẻ. Trẻ. Năng động. Năng động. Bây giờ tôi nói như thế này, trẻ chính xác. Mà số Việt Nam thì
về mặt cơ cấu dân số và cái chiều hướng dân số sắp sửa không còn là trẻ nữa đâu, ít năm nữa thôi, cho nên tôi nghĩ dựa vào cái đó. Nhưng mà chỉ có trẻ thì nó là rất là khách quan, nó chưa phải là một cái giá trị bản ngã, nó là một chỉ là một cái tình cờ rất quán thôi, nó phải là một cái thế mạnh và bản ngã. Thành thử chính chúng ta thử suy nghĩ người Nhật nhé, người Nhật vừa rồi cái vụ Fukushima làm cho cả xã hội Việt Nam là phải là kính phục, đúng không? Trong những lúc hoàn nạn như vậy, người ta thấy luôn là cái tự trọng kinh khủng của một cái dân tộc. Thì thời chiến tranh nói thật, cái bản lĩnh đó, cái giá trị đó, của giá trị loại đó của cả dân tộc, người ta thể hiện. Chính ngày nay tôi thấy có khi là mờ mờ rồi, là xóa nhòa và hơn lộn xộn, không rõ nét. Thành thử tôi nghĩ là một cái điều chúng ta nên trong cái thảo luận xã hội đồng nào với nhau thử xem quay mình nên thúc đẩy và xây dựng ở cấp cộng đồng, ở cấp xã hội mình nên xây dựng cho dân tộc Việt Nam mình những cái giá trị gì mà để cho cả thế giới cảm nhận được. Tôi xin nêu vài gợi ý theo cá nhân tôi chủ quan một lần. Mà cái này là cái giá trị cũng đang bị đe dọa, cho nên vì vậy tôi nêu để chúng ta biết quý nó, nếu hoặc là cả bạn mà thấy như tôi là đó là một giá trị loại của dân tộc Việt Nam á, thì chúng ta phải gọi là bảo vệ và phát huy nó. Đó là tính nhân văn, nhân bản. Nghe có phải là đúng không ạ? Tình cờ tôi làm việc đối ngoại và tôi được tiếp xúc rất nhiều. Thì tôi được những người Hàn Quốc, kể cả trong đó có người Mỹ gốc Hàn Quốc, họ cứ ngạc nhiên vô cùng về câu chuyện người Việt và người Mỹ. Một cái chiến tranh nó ác liệt, nó kéo dài như thế, chả thấy người Việt gọi là tỏ ra là hận thù rồi ghét rồi phỉ nhổ. Nói thật, có những lính kêu lính Mỹ sáng nay mà cũng sợ rằng biết đâu mấy đầu mấy dây đâu rồi rất sợ. Sau đó lại đến một cái ngạc nhiên không hiểu nổi là tại sao cái dân tộc này sau bao nhiêu câu chuyện bây giờ ngày nay cả xã hội chúng ta và cả thế giới bắt đầu phải nhìn nhận vấn đề giá cao, nhìn nhận nó như thế, nhưng mà chúng ta vẫn đối xử là nhìn nhận người Mỹ nó cũng có cái gì là căng thẳng. Cứ thử xem mỗi lần một cái thủ tướng Nhật mà đi tới cái đêm thì tôi cứ đến đó thì lập tức là Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối và biểu tình rồi ghê gớm, là nó làm cho người ta sôi sục về chuyện quá khứ người ta không bỏ qua được. Tôi cùng ngoại với các bạn nước ngoài là cứ thử xem, tôi thì tôi rất là cảm thấy hạnh phúc vì sau bao nhiêu thập niên chiến tranh á, thì như vậy là người Việt Nam ta không có bị hằn học, cái nét, cái gương, những cái gương mặt của người Việt Nam nó vẫn yêu đời, nó vẫn cởi mở, nó không có những cái nét gọi là cái đắng là thì phải chăng là đó là một trong những cái nét, là những cái giá trị mà của từ lịch sử nó có trong người Việt Nam, là bởi vì lối sống hơi rất vội và cái đoạn chuyện tiếp này chúng ta cũng hết dễ đánh mất. Thế thì như vậy cái giá trị nhân bản nhân văn đó của dân tộc Việt Nam nói chung, phải chăng đó là có thể là một trong những giá trị của dân tộc, của quốc gia mà chúng ta thể hiện luôn trong cái thương hiệu của một doanh nghiệp, thì cách chúng ta tổ chức và lãnh đạo và vận hành một cái doanh nghiệp,
và bản thân mình, cá nhân mình tự xây dựng cho mình một cái hình ảnh mà nó tốt cho cả cái doanh nghiệp và nó góp phần trong cái thương hiệu quốc gia. Thì một trong những cái giá trị lõi đó là tôi nghĩ là nhân bản, đi kèm theo là tôi nghĩ là cái sức sống và lạc quan yêu đời. Cái đó các bạn thì ngoài đó nó trẻ, nhưng mà tôi thì thể hiện bằng sức sống và lạc quan yêu đời. Tôi thì không có trẻ, nhưng mà tôi nghĩ là tôi là lạc quan yêu đời, cho nên là nhưng mà tôi nghĩ đã đến lúc thanh niên Việt Nam phải bắt đầu đồng cảm. Chúng ta là ai? Chúng ta khác những dân tộc khác ở chỗ nào? Chúng ta đừng dùng chữ hơn, nhưng mà chúng ta khác và chúng ta cống hiến cho nhân loại cái gì? Và chúng ta là nên bảo vệ và định hướng như thế nào? Thì cái đó tôi cho là một trong những cái mà dù mình làm nghề gì mà đặc biệt nếu mà mình là doanh nhân và muốn khởi nghiệp, chúng ta hoàn toàn cũng thể bỏ qua cái gọi là cái định hướng đó và cái lo âu cũng như cái cảm hứng đó.